Theo đó, liên quan đến vụ việc Chánh Văn phòng Huyện ủy truy đức tấn công bác tài của cơ quan nhập viện, trưa 22 tháng 10, ông Hoàng Tuấn Khang, Chánh Văn phòng Huyện ủy truy đức nông, xác nhận có sự việc tấn công nhau giữa ông và ông Huỳnh Tấn Thủy, bác tài văn phòng Huyện ủy. Tuy nhiên, theo ông Khang cho biết, ông Thủy là người đã tấn công mình trước. Ông Khang thuyết trình, hôm đó ngày 16 tháng 10 khi xe của đoàn về gần tới cơ quan thì giữa ông Khang và ông Huỳnh Tấn Thủy có xảy ra mâu thuẫn về việc điều xe đưa đón hướng dẫn. Lúc này, ông Thủy chửi tôi rồi đuổi tôi xuống xe. Do có hướng dẫn Huyện ủy trên xe nên tôi xuống xe để cho ông Thủy chở hướng dẫn về. Sau đó, tôi nhờ người tới chở về cơ quan thì ông Thủy đã đứng sẵn ở cơ quan kế tiếp chửi bới, rồi xông vào tấn công tôi. Thấy vậy mọi người căng ngăn, sau đó tôi vào phòng chốt cửa, tắt điện để ngủ thì ông Thủy kế tiếp đạp cửa xông vào phòng đòi tấn công và dọa giết tôi nên tôi bẻ cây dùng để cột mùng đưa qua đưa lại với mục đích không để ông Thủy không tấn công tôi. Tuy nhiên, ông Thủy kế tiếp xả thân nên trúng vào tay ông Thủy. Sau đó mọi người vào căng ngăn, đưa ông Thủy ra khỏi phòng. Khi tôi ra đóng cửa lại thì kế tiếp bị ông Thủy kéo ra khỏi phòng giật xuống tấn công và đớp vào ngón tay của tôi chảy nhiều máu, phải khâu 4 mũi, ông Khang kể lại. Cũng theo ông Khang, với cương vị là cấp trên của ông Thủy, để xảy ra chuyện như vậy tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm. Tôi cũng đã làm tường trình gửi hướng dẫn cơ quan và nhận mọi hình thức kỷ luật của tổ chức. Tuy nhiên, về bản dạng chất sự việc là ông Thủy tấn công tôi trước. Còn theo thuyết trình của ông Huỳnh Tấn Thủy, hôm đó tôi bác tài chở hướng dẫn Huyện ủy trong đó có ông Khang, xuống xóm Quảng Trực làm việc. Đến tối cùng ngày, trên đường về lại cơ quan, do ông Khang đã có những lời nói khó nghe nên tôi đã có ý kiến dẫn đến hai bên xảy ra cãi nhau, ông Khang dùng tay tấn công vào mặt tôi một cái. Sau đó, ông Khang xuống xe rồi nhờ một người em chở về cơ quan. Khi về đến cơ quan ông Khang kế tiếp dùng tay tấn công nhiều cái vào mặt tôi. Sau khi tấn công tôi, ông Khang về phòng ngủ của mình dưới tầng hầm đóng cửa lại, tôi đập cửa nói ông Khang phải xin lỗi nếu không sáng sủa mai sẽ báo hướng dẫn làm rõ việc. Bất ngờ ông Khang lấy cây mắt mùng bằng gỗ tấn công liên tiếp vào người tôi làm tôi bị yêu thương ở nhiều nơi. Về vụ việc này ông Ca Bốt bí thư Huyện ủy Truy Đức xác nhận có vụ việc tấn công nhau giữa ông Khang và ông Thủy. Huyện ủy đã giao cho cơ quan điều tra, làm rõ vụ việc. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng đã vào cuộc để xử lý về mặt đảng.